Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 139 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1765 Đại kết cục Long khiếu nhìn Long Trục Thiên hỏi Anh còn muốn gặp cha tôi với tôi không? Long Trục Thiên lạnh lùng trả lời Không, không cần nữa Vì sao? lúc này trong lòng của long khiếu nghĩ đến một vấn đề vì sao mà cha mình lại ghét phụ nữ loài người như vậy chỉ cần nhắc đến phụ nữ loài người thì lập tức nói là dòng máu dơ bẩn chẳng lẽ ông ấy từng bị phụ nữ loài người lừa sao mà long trục thiên trước mặt này có thể là kết quả cuộc tình của cha mình và một người phụ nữ loài người cha mình có biết đến sự tồn tại của đứa bé này không tôi không thích gặp người không có liên quan đến tôi rong trục thiên lạnh mặt nói với anh ta dương đũa gấp một miếng thịt bỏ vào trong bát của dương tử mi em ăn nhanh đi ăn xong chúng ta đi ngay dạ dương tử mi gật đầu một bàn đầy đồ ăn này khiến cho cô rất là thất vọng lúc mà gọi đồ ăn thấy tên các món ăn ý thơ rất là dễ nghe có vẻ như ăn rất ngon kết quả khi mà đồ ăn thật sự được mang lên hình thức thật sự khó chấp nhận hơn nữa cái hương vị đồ ăn đều giống nhau. Ngoại trừ nồng đậm vị tương ra thì chẳng còn có vị gì khác. Nhưng thịt thì lại rất ngon. Có lẽ do thịt ở cổ đại không có thuốc tăng trưởng, tất cả đều là tự nhiên sinh trưởng. Nếu cái chỗ thịt này để Sadako chế biến, hương vị nhất định sẽ không giống thế này rồi. Chắc chắn cô sẽ biến thành một kẻ tham ăn như Tiểu Thiên và Liên Y. Miễn cưỡng ăn mấy miếng không quan nổi nữa, cô bèn buông đũa nhìn mọi người ăn. Ngược lại lòng trục thiên ăn rất ngon miệng, hơn nữa không hề khách sáo. Cứ nhầm vào cái dĩa trước mặt của Long khiếu mà gấp, dọn dẹp sạch sẽ đồ ăn trước mặt của Long khiếu. Dương Tử mi thấy hành động như trẻ con giận dỗi của anh ta rất là buồn cười. Xem ra bên ngoài Long trục thiên từ chối người cha trước mắt này, nhưng mà trong lòng đã chấp nhận cho nên bày ra cái vẻ giận dỗi như vậy. Này này, này, Sao mà anh lại vô lễ vậy? Long phỉ phỉ thấy cảnh này không vui kêu lên. Dương chiếc đũa gỗ đánh vào chiếc đũa của Long trục thiên. Long khiếu dội dương đũa ngăn Long phỉ phỉ lại. Phỉ phỉ à, để cho anh ấy ăn đi, anh ấy có lẽ đang đói. Ánh mắt của anh ta nhìn Long trục thiên bất giác mang theo một ít sủng nịnh. Giống như cha đang nhìn con trai vậy. Đương nhiên anh ta cũng không biết tên Long trục thiên trước mắt này nhìn qua có vẻ nhiều tuổi hơn mình, hơn một ngàn năm sau, lại là con trai của mình. Dù sao anh ta cũng chỉ muốn đối xử tốt với lông Trục Thiên, muốn cho anh ăn ngon thôi. Vì vậy, anh ta không có thấy ngại trước hành động vô lễ của Long Trục Thiên. Dương Tử Mi vẫn cẩn thận quan sát sự thay đổi trên gương mặt của hai người. Phát hiện bầu không khí của hai người không bình thường. Thầm cười trong lòng. Quả nhiên, cha con chính là cha con, dù tình cảm không có giống như người khác, vẫn là cha con. Long trục thiên vẫn ăn tiếp, mãi cho đến khi đồ ăn trên bàn sạch sẽ, lao miệng kéo Dương Tử Mi đứng dậy. Anh no rồi, đi thôi. Long phỉ phỉ tức giận kêu là, nè nè, cái người này, sao mà anh lại không có một chút lễ phép giáo dưỡng nào vậy hả? Anh không có cha mẹ dạy dỗ sao? Lời này vừa nói trúng tim đen của Long Trục Thiên anh không có nhìn Long Phỉ Phỉ mà lạnh lùng nhìn Long Khiếu nói. Đúng, tôi đúng là không có cha mẹ dạy dỗ. Khi mà tôi chưa ra đời, cha tôi đã dứt bỏ mẹ con tôi rồi. Mẹ tôi cũng đã chết lâu rồi. Tôi không có biết lễ phép là gì đó. Long Khiếu thấy lời của anh nói đều nhầm vào mình. Hơn nữa, anh ta cứ nói một câu, tim của Long Khiếu lại như bị đào cứa một nhát. Rất là đau đớn. Chương 1766 vì sao mình lại có cảm giác như vậy chứ? Long khiếu nghi ngờ, sờ tay lên ngực. Càng nhìn Long Trục Thiên, càng cảm thấy cái cảm xúc của mình rất lạ. Anh chưa từng yêu đương, chưa từng ở cùng một người phụ nữ loài người nào. Nếu không, anh sẽ cho rằng Long Trục Thiên có thể chính là con trai của mình. Nếu không, sao mà bản thân của anh lại tràn ngập tình yêu của cha thế này? Long phỉ phỉ, thấy Long Trục Thiên tức giận nói, cũng không có dám nói nữa, chỉ là căm giận bất bình ngồi xuống. Cô chính là loại người nói năng hoa ngoắt nhưng mà lại dễ mềm lòng. Vừa nghe thấy Long Trục Thiên là trẻ mồ côi đã bị cha bỏ rơi, lập tức cảm thấy anh ta rất đáng thương. Cũng không có muốn sát thêm muối vào trái tim người khác. Anh ta không có lễ phép thì cứ không lễ phép đi, dù sau này chưa chắc đã gặp lại. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên vừa định xuống lầu, nghe thấy tiếng chữ bậy của ông chủ từ ở sảnh lớn truyền vào tôi nói này lý phu tử ông đang chịu ở quán của tôi một lượng bạc rồi hôm nay ông còn định ăn quỵt không có trả tiền sao còn mẹ nó ông mau trả hết tiền nợ lúc trước đi nếu không tôi sẽ lột chuồng ông cho anh đi dạo phố khiến cho anh mất hết mặt mũi đại ca đừng có làm như vậy chứ lý phu tử cầu xin tôi là quân tử không có chuyện quỵt nợ đâu chỉ là hôm nay gấp quá, con trai của tôi còn chưa có kịp gửi tiền về. Tôi hết cách rồi. Tôi hứa với ông, khi nào tôi nhận được tiền sẽ trả ngay cho ông, một xu cũng không thiếu. Ông chủ cửa hàng hư lạnh một tiếng. Ai mà biết con trai của ông đi mấy tháng nay rồi chẳng có tin tức gì. Dù nửa đường không bị bọn trộm cướp giết chết thì cũng bị bắt đi lính rồi. Không có con trai, ông lấy cái gì để mà trả nợ. Cút đi, đồ nghèo mạt ông ông lý phù tử tức đến nỗi đỏ hết cả mặt không thốt nổi lời cả người run rẩy anh cái đồ mắt chó không có thấy thái sơn này nhất định con trai của tôi sẽ áo gấm về nhà đến lúc đó tôi sẽ lấy tiền đập vào mặt của ông ông vừa hùng hổ ra khỏi cửa tiệm vừa che cái bụng đói đang réo đi qua đi lại đột nhiên ngồi xổm xuống ôm đầu thấy già của ông run rẩy liên tục Dương Tử My biết ông đang khóc. Với loại người như là Lý Phu Tử, Dương Tử My không có nhiều sự đồng cảm. Nhưng ông ta cố tình nhìn giống như sư phụ. Cô không có thể bỏ mặt không quan tâm được. Cô lấy ra một khối vị thúy nhỏ trong nhẫn trữ vật ra, đi lại đưa đến trước mặt của Lý Phu Tử. Nè, cho ông có thể bán đi lấy tiền đó. Lý Phu Tử lấy tay áo lao nước mắt, ngẩng đầu nhìn Dương Tử My, trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ. Đến khi ông nhìn thấy khối phỉ thúy trên tay của cô, hai con mắt đã bỗng sáng bừng lên, nhưng mà cũng không nhận lấy mà cổ hủ khí thế nói. Người quân tử không có chịu ăn xin. Phu tử là tôi hiếu kính với ông mà. Thứ nhất, ông nhìn rất giống sư phụ của tôi. Thứ hai, ông vừa dạy dỗ tôi cho tôi biết liêm sĩ. Xem như là một nửa sư phụ của tôi rồi. Chút quà mọn này không có đáng để nhắc tới đâu thấy cô nói vậy trong lòng của lý phu tử rất hưởng thụ không làm kêu nữa đưa tài nhận lấy vị thúy cẩn thận cập lấy chăm chú tỉ mỉ ngắm nhìn dương tử mi và long trục thiên vừa định rời đi đã bị ông gọi lại cô gái nhìn quần áo của cô không có giống người khác chắc là không phải được sinh ra trong gia đình bình thường cô có thể giúp tôi tìm hiểu chút tin tức về con trai của tôi không Xin lỗi, việc này tôi không thể. Dương Tử My từ chối. Cô giúp đỡ ông ta chỉ vì nhìn ông ta giống sư phụ của cô. Còn về việc tìm con trai của ông ta, đó không phải là việc của cô. Cô không muốn cho người khác hy vọng cho nên sẽ không có thuận miệng mà đồng ý rồi sau đó lại không quan tâm. Việc này với ai cũng vậy đều là một việc không có trách nhiệm. Chương 1767 con trai của tôi tên là Lý Lương. Nếu hai người mà gặp qua nó, nhớ báo nó gửi chút tin tức bình an về nhà nha. Lý Phù Tử vẫn nói tiếp, kệ cho Dương Tử My từ chối. Lý Lương, nghe được cái tên này, Dương Tử My thấy có một chút quen. Suy nghĩ một lát, sau đó kinh ngạc mở to hai con mắt, nhìn Long Trục Thiên hỏi. Không phải là gã Lý Lương kia đó chứ? Long Trục Thiên cũng có vẻ kinh ngạc trong sử sách có ghi Lý Lương là người chấm dứt triều đại thuận này hơn nữa bình định các cái nước nhỏ xung quanh thành lập nên cái nước đại lý thống nhất được đời sau ca tụng là một trong những vị vua anh minh nhất con trai của Lý Phu Tử chắc không phải là cái người tên Lý Lương nhiều lần được các nhà làm phim thế kỷ 21 sáng tạo thành đủ các loại phiên bản đưa lên cái màn ảnh đó chứ Dương Tử My nhớ rõ kiếp trước khi mà cô theo dõi cái bộ phim truyền hình tên đế quốc triều lý đã rất thích lý lương coi ông ấy như là thần tượng vậy lý phu tử nghe bọn họ nhắc đến lý lương thì cho rằng bọn họ đã gặp qua con trai của ông mới lập tức vội vàng hỏi sao hai người đã gặp qua con trai của tôi rồi có đúng không bây giờ nó đang ở đâu nó có khỏe không vậy để xác định con trai của ông có phải là vị vua lý lương kia không Dương Tự Mị bèn hỏi tên Lý Phu Tử. "Phu tử, xin hỏi ông tên là gì vậy?" Lý Phu Tử trả lời, "Tôi đây họ Lý, tên dân tự là Nhan." Nghe thấy cái tên này, Dương Tự Mị thầm thở dốc vì kinh ngạc. Quả nhiên không sai, cô nhớ rõ trong sử sách, cô ghi lại cha của Lý Lương là Lý Dân tự là Nhan. Thật là không ngờ mình lại có thể được gặp cha con của hoàng đế khai quốc cổ đại ở đây. Đúng là quá khéo rồi. Cô tỉ mỉ quan sát người có vẻ ngoài vô cùng giống sư phụ này. Quả nhiên có tướng của Thái Thượng Hoàng. Có điều ông ta không may mắn để mà hưởng thụ loại phước lành này. Vận mệnh của ông ta đúng là đáng buồn. Sự sách cô ghi lại sau khi mà Lý Lương lên ngôi hoàng đế đã truy điệu cha của ông ta thành Thái Thượng Hoàng tổ chức đám tang long trọng thêm một lần nữa. Hơn nữa còn xây dựng miếu thờ để cho trăm vạn dân chúng cúng bái cầu phúc cho cha ông. Dương Tử Mi nói với Lý Phu Tử, Phu Tử, tuy tôi chưa từng gặp con trai của ông, nhưng mà tôi có thể khẳng định, hiện tại con trai của ông bình an vô sự, anh ta có thể sống đến 76 tuổi. Hả? Sao cô biết? Lý Phu Tử ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô là tiên nữ giáng trần sao? Dù Dương Tử Mi có đeo mặt nạ, khuôn mặt có vẻ rất bình thường, nhưng mà không thể che giấu được, phong thái phiêu vật không giống người thường của cô. Chất liệu quần áo của cô cũng không giống với loại quần áo thời đại này có thể làm được. Vì vậy, Lý Phu Tử lập tức nghi ngờ cô là tiên nữ. Dương Tử Mi mỉm cười trả lời, Không phải, tôi chỉ là một thầy tướng thôi. Cô vừa nói vậy, Ngược lại Lý Phu Tử không có thể tin, nghĩ rằng cô đang nói dối. Vì ở triều đại này chỉ có thầy tướng nam chứ làm sao mà có thầy tướng nữ. Lúc này Long Khiếu và Long Phỉ Phỉ vừa đuổi đến. Trục Thiên Long Khiếu gọi tên của Long Trục Thiên. Đây là lần đầu tiên anh gọi cái tên này, giọng nói chàng chứa tình cảm. Long Trục Thiên vốn đang giả dờ lạnh lùng, nghe thấy tiếng ông gọi mình nội tâm nháy mắt sụp đổ trở nên mềm mại là cha gọi to tên của mình sao trước kia khi mà bị người ta bắt nạt mắng anh là con quan đánh anh người đầy dễ thương anh từng vô số lần khao khát cha của mình có thể xuất hiện gọi tên của anh ôm lấy anh giúp anh đánh những cái kẻ dám bắt nạt anh nhưng mà cứ thất vọng hết lần này đến lần khác khiến cho anh cho rằng mình sẽ không bao giờ ảo tưởng đến chuyện này nữa không hề ngờ đến loại ảo tưởng này vẫn luôn tồn tại sâu trong lòng anh, vẫn luôn đợi cái tiếng gọi to này. Chương 1768 Đôi mắt của anh hơi đỏ, nhưng mà lưng vẫn cứng rắn như cũ, không có chịu quay đầu đáp lại một tiếng. Lòng khiếu thấy anh không có đáp lại, lập tức vỗ vai của anh thành khẩn nói Trục Thiên, có phải tôi đã làm gì sai rồi không? Không. Lâm Trục Thiên cứng ngắc trả lời yết hầu giống như bị cái thứ gì đó chặn lại. Thật sự là không có sao. Lòng khiếu khó hiểu nhìn anh, trong lòng rất khó chịu. Việc gì sao mà khó chịu anh cũng không biết nữa. Dương Tử mi nhìn hai cha con trước mặt, thật sự có một loại xúc động muốn nói ra quan hệ của họ. Nhưng mà cô vẫn kiềm chế không nói. Tránh cho xảy ra thay đổi gì đó. Tất cả cứ tùy duyên đi. Trục Thiên lòng khiếu không kìm được nắm lấy tay của long trục thiên tôi có cảm giác rất lạ danh không nghi ngờ gì nữa chúng ta chính là anh em rồi tôi cũng biết vì sao mà cha tôi chán ghét phụ nữ loài người như vậy rồi có thể có liên quan đến mẹ anh nhưng tôi tin rằng nếu ông ấy biết đến sự tồn tại của anh nhất định không có bỏ rơi cậu đâu cha tôi không phải là cha anh đâu long trục thiên nói với anh kẻ không có chịu trách nhiệm không phải là máy. Long Lòng khiếu khẳng định ra mặt. Vậy là ai? Nếu anh là con của người khác, không có lý gì tôi lại có loại cảm giác này. Lòng trục thiên trầm mặt không nói. Tóm lại, anh không có thể nói tôi là con trai của ông ở hơn một ngàn năm sau kìa. Huống hồ, có nói ra đâu có giúp anh tránh khỏi số phận bị bỏ rơi hơn một ngàn năm sau chứ. Tất cả cứ xem như là một giấc mơ đẹp đi tạm biệt long trục thiên liếc anh ta một cái kéo tay dương tử mi định rời đi anh không có cẩn thận kéo tay áo ống rộng của dương tử mi lên cao làm lộ ra cổ tay trắng nõn của cô trên cổ tay cô là một chiếc vòng tay băng lam và một chiếc ngọc màu vàng sáng rực có vẻ rất chói mắt anh đó không phải là vòng tay băng lam sao long phỉ phỉ tình mắt Lập tức kinh ngạc kêu lên, bắt lấy cánh tay của Dương Tử Mi, nhìn chiếc vòng băng lam trên tay cô. Lòng khiếu nghi hoặc nhìn qua, sau đó lấy trong nhẫn trữ vật của mình ra một chiếc vòng tay giống vậy. Ngay lập tức, vòng tay trên cổ tay của Dương Tử Mi đột nhiên biến thành ảo ảnh, không có cảm giác chân thực. Người khác có thể không hiểu đây là chuyện gì, nhưng mà Dương Tử Mi hiểu rất rõ. Cùng một vật, không thể nào có khả năng biến thành hai để xuất hiện tại hai không gian khác nhau. Vì vậy, khi mà chiếc dòng xuất hiện trên tay của Long Khiếu, thì chiếc dòng được cô đem đến từ thế kỷ 21 có thể biến thành ảo ảnh. Nhìn chiếc dòng tay giống hệt cái của mình trong tay của Long Khiếu, lại nhìn ảo ảnh màu xanh trên tay của Dương Tử Mi Long Trục Thiên càng khẳng định Long Khiếu chính là cha anh, không còn nghi ngờ gì nữa. Kỳ lạ, cái dòng tay đó đâu mất rồi? Vừa nãy khi mà Long Phỉ Phỉ cầm lấy cổ tay của Dương Tử Mi rõ ràng đã sờ lên chiếc vòng tay kia. Không ngờ vòng tay tự nhiên biến mất, chỉ còn lại có một ảo ảnh không có thật. Vì là người Long Tộc, cho nên cô có biết các phép thuật kỳ lạ, nhưng mà chưa bao giờ gặp qua chuyện quái lạ như vậy. Ơ kìa! Dương Tử Mi cười khổ chỉ vào chiếc vòng tay trong tay của Long Khiếu. Đã ở chỗ của ông ấy, đương nhiên không có thể xuất hiện ở chỗ của tôi rồi. Cô lấy trộm vòng tay của anh tôi sao? Đó là mẹ tôi để lại cho anh ấy đó. Để cho anh ấy tặng cho chị dâu của tôi. Lòng phỉ phỉ, dùng vẻ mặt thù địch nhìn Dương Tử My nói. Tôi không có lấy trộm mà. Dương Tử My thản nhiên liếc cô ấy một cái. Cô nghĩ tôi có bản lĩnh lấy trộm đồ trong nhẫn trữ vật của anh cô sao? Long phỉ phỉ suy nghĩ rồi mới gật đầu. Đúng là không thể chứ. Nhưng mà sao trên tay cô lại có chiếc vòng này? Chẳng lẽ cô và anh tôi... Dương Tử Mi biết cô ấy muốn nói gì, lập tức trả lời. Không phải đâu. Chương 1769 Long khiếu nhìn cổ tay của Dương Tử Mi suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên nói. Hai người đến từ một không gian thời gian khác, có đúng không? Anh vừa hỏi xong, Long Trục Thiên và Dương Tử Mi rất là kinh ngạc. Sao anh lại biết? Dòng tay ở đây chính là bằng chứng. Long Khiếu giơ chiếc vòng tay trong tay của mình lên nói: Một vật chỉ khi cùng xuất hiện tại một không gian và thời gian khác nhau thì mới xảy ra cái chuyện cái thật một cái lão ảnh. Dương Tử Mi nhớ lại lời của ông gia cát lập tức hỏi: Theo cách gọi của Long tộc các người thì là dịch chuyển không gian và thời gian. Chính là như vậy. Lòng Khiếu gật đầu. Nhưng mà chuyện này cần phải có công lực nhất định. Trước mắt tôi chỉ có thể dịch chuyển không gian không dịch chuyển được thời gian. Nếu có thể dịch chuyển được thời gian, chẳng phải có thể xuyên không theo ý mình hay sao? Hai mắt của Dương Tử Mì lấp lánh. Hai người thật sự đến từ một thời đại khác sao? Phải là hơn một ngàn năm sau. Dương Tử Mì cũng không có dấu giếm. Chúng tôi là người của hơn một ngàn năm sau. Trục Thiên là... Lòng khiếu nhìn Long Trục Thiên bỗng nói một câu. Anh ta không phải là con trai của tôi ở một ngàn năm sau đó chứ lời vừa thốt ra đừng nói là dương tử mi long trục thiên long phỉ phỉ mà ngay cả long khiếu cũng tự chấn động anh không biết vì sao mà anh lại đột nhiên nói ra câu này căn bản đại não của anh không nghĩ đến câu này mà là nó cứ tự nhiên thốt ra long trục thiên kinh ngạc nhìn long khiếu long khiếu kinh ngạc nhìn long trục thiên một loại cảm xúc thần kỳ xuất hiện giữa hai người. Sau đó, mắt của cả hai đều tự nhiên đỏ, rơm rớm nước mắt. Là người của Long Tộc, họ nhạy cảm chuyện tình cảm hơn loài người nhiều. Nhìn ánh mắt của Long Trục Thiên, lòng khiếu, dám khẳng định 80% anh chính là con trai của mình ở tương lai. Long khiếu nhìn Long Trục Thiên hỏi, Thật sao? Là con trai của tôi thật sao? Long Trục Thiên mấp mái môi mỏng, không có trả lời cúi đầu tránh ánh mắt của anh ta lòng khiếu bước nhanh về phía lòng trục thiên kéo ống tay áo của anh lên lộ ra cái vết bớt màu đen trên cánh tay của lông trục thiên không phải chứ long phỉ đứng bên cạnh che miệng kêu lên đây chính là dấu hiệu con cả cháu cả của long tộc chúng ta mà đúng là con trai của ta rồi ta đã biết là con trai của ta mà lòng khiếu kích động ôm chặt lấy Long Trục Thiên. Cả người của Long Trục Thiên cứng đờ, không hề cố ý tránh khỏi cái ôm của Long Khiếu. Quả ra, đây chính là cái ôm của cha. Ấm áp, nhiệt tình, mạnh mẽ. Long Trục Thiên nhắm mắt lại, cố kìm nén nước mắt của mình. Anh cứ nghĩ, mình không có thể tha thứ cho cái người trước mặt này. Không ngờ, khi mà được anh ta ôm, mọi quán hận đã tan biến, thứ còn lại là một sự dịu dàng. Dương Tử Mi đứng nhìn, mắt cũng đã phím hồng, trong lòng vô cùng kích động. Cô biết Long Trục Thiên có được cái ôm từ cha, sau này bóng ma tâm lý của anh sẽ bớt đi rất nhiều. Thật tốt! Không ngờ đến xuyên không về hơn một ngàn năm trước gặp được chuyện này. Dương Tử Mi không nhịn được lấy chiếc hộp màu đen đã giúp cho họ xuyên không ra, chạm vào nó, âm thầm cảm ơn đây không phải là chiếc hộp thời gian của long tộc chúng ta sao sao mà lại ở trong tay của cô vậy long phỉ phỉ đứng bên cạnh kêu lên hộp thời gian của long tộc sao dương tự mi kinh ngạc vui mừng hỏi cô đoạn trò chuyện của hai người khiến cha con của long trục thiên bừng tỉnh long khiếu nhìn chiếc hộp rất kiếp sợ hỏi thật sự rất giống với chiếc hộp thời gian của long tộc chúng ta hai đứa nhờ nó mà đến được đây sao chương 1770. Dương Tử Mi gật đầu, đưa chiếc hộp cho ông. Bác có biết mở cơ quan không? Chúng cháu muốn trở về. Mở cơ quan hả? Long khiếu lặp lại, cẩn thận nhìn cái hộp. Từ xa xưa, long tộc của chúng ta đã truyền lại, nếu mở được cơ quan chiếc hộp này, có thể thoải mái xuyên qua không gian, ngược dòng thời gian. Nhưng mà chưa từng có ai có thể mở ra được, ngay cả cha ta cũng thế. Vậy bác có biết cách xuyên qua thời gian và không gian không? Chỉ có thể xuyên qua không gian thôi, thời gian thì không thể. Bọn cháu trong lúc không có để ý đã mở được chiếc hộp thời gian này ra, sau đó không biết gì đã đến đây rồi. Dương Tử My cười khổ, về cái gì có thể mở một lần nữa không, cháu cũng không biết. Chúng ta trở về Long Tộc một chuyến đi. Long Khiếu nhìn Long Trục Thiên, vừa hay để cho con nhận tổ quy tông. Long trục thiên từ chối. Không. Vì sao? Lòng khiếu khó hiểu. Chẳng lẽ con không có muốn thừa nhận con là con trai của ta sao? Long trục thiên lạnh lùng nói. Kính thưa cha. Trên đời này làm gì có đứa trẻ nào không có muốn nhìn cha chứ? Nhưng mà ông từng làm tròn trách nhiệm của người cha ngày nào chưa? Đối với tôi mà nói, ông chỉ là một người hiến tinh trùng thôi. Lòng khiếu giật mình nghi ngờ hỏi, hiến tinh trùng là cái gì dương tử mi cảm thấy bối rối hơn một ngàn năm trước chắc là chưa có chủng tộc nào có tinh trùng chứ long phỉ phỉ ở bên cạnh đỏ mặt giải thích anh có lẽ ý của nó anh chỉ là người phụ trách gieo hạt không có bón phân thôi anh mà như vậy sao long khiếu mờ mịt nhìn long trục thiên con nói ta yêu mẹ của con làm cô ấy mang thai con sau đó bỏ rơi mẹ con sao? Chuyện này không có thể xảy ra được. Lòng tộc của chúng ta có tuổi thọ rất dài, nhưng mà cả đời chỉ yêu có một người thôi, nhất định không có chuyện thay lòng đổi dạ. Anh, cha chúng ta vô cùng ghét phụ nữ loài người, rất có thể ông ấy đã làm cái gì đó. Ngược lại, Long Phỉ Phỉ rất bình tĩnh phân tích. Không phải là ông ấy từng cảnh cáo chúng ta nếu ông ấy phát hiện kẻ nào dám kết hợp với loài người, làm bẩn máu loài rồng, ông ấy sẽ giam người đó trong động quả luyện, mãi mãi không có thể ra ngoài. Vẻ mặt của Long Khiếu trở nên nghiêm trọng, ông nghiêm túc nhìn Long Trục Thiên. Còn phải tin, chỉ cần ta còn sống, con có thể tự do, nhất định ta không có bỏ rơi người phụ nữ và con của ta, dù cô ấy có là loài người đi nữa. Lòng trục thiên nhìn ánh mắt chân thành của Long Khiếu trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đáp án này so với việc ông ấy bỏ rơi hai mẹ con của anh càng khiến cho anh khó chịu thêm. Cha anh không hề bỏ rơi mẹ của anh mà là bị giam giữ mất đi tự do. Phỉ phỉ! Bỗng nhiên Long Khiếu dỗ dàng quay đầu nhìn Long Phỉ Phỉ nói Em nhất định không có được nói với cha việc chúng ta gặp được Long Trục Thiên, biết chưa? lòng phỉ phỉ không tùy hứng như lúc trước mà đầy vẻ nghiêm túc nói em biết rồi cha chúng ta mà biết chắc chắn nó không có thể sống nữa tuyệt đối không có chuyện cha cho phép con cháu long tộc có dòng máu không thuần chủng tồn tại chỉ nên anh à mình đừng có đưa nó về núi rồng chúng ta không có bảo vệ nổi nó đâu long khiếu gật đầu lo lắng nhìn long trục thiên vì không có khả năng bảo vệ con trai mà đau lòng vô cùng nhìn ánh mắt của ông hiện ra vẻ đau lòng bỗng nhiên long trục thiên muốn mình giống như một đứa bé bị tủi thân khóc to một trận trước mặt của ông chỉ tiếc bây giờ anh không còn là một đứa bé nữa trục thiên xin lỗi nha long khiếu cầm tay của long trục thiên dù con muốn cha phải bù đắp thế nào cha cũng làm cả long trục thiên nói tôi muốn biết động quả luyện ở đâu long khiếu giật mình trên mặt xuất hiện cái biểu cảm kinh hãi. Còn muốn biết động quả luyện ở đâu để làm gì? Long Trục Thiên bình thản nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Một ngàn năm sau, tôi muốn cứu ông ra. Chương 1771 Rồng Khiếu rung động, Dương Tự Mi cũng bị giật mình. Cô không ngờ Long Trục Thiên nói ra câu này. Cảm ơn con, Lòng khiếu phản ứng lại lập tức ôm lấy bả vai của Long Trục Thiên. Còn không cần phải cứu ta, cha nhất định sẽ cố gắng tìm cách thoát ra. Long Trục Thiên chém đinh chặt sắt nói, cha là cha của con. Ý của anh rất rõ ràng, cha là cha của con, cha gặp nạn, con nhất định sẽ cứu cha, dù cha có ở đâu nguy hiểm thế nào. Lòng khiếu hoàn toàn bị anh làm cho cảm động. Cảm ơn con, cảm ơn con là con của cha long trục thiên đáp lại cũng cảm ơn cha cảm ơn cha không phải là tự nguyện bỏ rơi mẹ con của con lòng khiếu buông lỏng long trục thiên nhìn anh nói mẹ của con đâu rồi nghe ông hỏi về mẹ mình sắc mặt của long trục thiên lập tức ảm đạm chết rồi dù cho long khiếu không biết người phụ nữ kia là ai cũng chưa có từng yêu đương bao giờ nhưng mà tim ông vẫn không tự chủ được đau nhói giống như bị người khác đâm mạnh cho một nhát rất khó chịu lòng khiếu không kềm chế được mà hỏi cô ấy tên là gì trông như thế nào long trục thiên cúi đầu suy nghĩ một lát ngẩng đầu nhìn ông nói đợi đến khi cha gặp được mẹ sẽ biết ngay thôi lòng khiếu gật đầu khi mà cha gặp được cô ấy nhất định sẽ yêu thương cô ấy thật nhiều Nghe ông nói thế, Dương Tử Mi nhớ đến tình cảnh khi còn sống của Long Thải Dân. Bà vẫn luôn yêu Long Khiếu, chưa từng quán tháng một câu dù ông có lừa dối bà. Trải qua nhiều chuyện thê thảm như vậy, nhưng mà khi nhắc đến ông, đôi mắt của bà vẫn tỏa ra ánh sáng tình yêu như cũ. Khi bọn họ quen biết nhau, nhất định rất yêu nhau, cho nên mới như vậy. Hai cha con lại nhìn nhau một lát, sau đó rơi vào im lặng không có nói gì cảm xúc của họ bây giờ rất là phức tạp ngôn từ không có thể lý giải được dương tử mi không biết trong lúc này nên nói gì cho nên tùy tiện sờ sờ cái chiếc hộp đen kia đột nhiên âm thanh răng rắc quen thuộc dang lên một cái luồng ánh sáng trắng hướng thẳng lên trời cơ quan đã chuyển động rồi dương tử mi vừa mừng vừa sợ kêu lên đưa tay kéo lông trục thiên lại cô không biết chiếc hộp màu đen này sẽ đưa họ đến thời điểm và địa điểm nào. Mà dù thế nào, cô cũng muốn ở chung một chỗ với Long Trục Thiên. Ánh sáng trắng tỏa ra khắp nơi, bao trùm lên thân thể của hai người, tiếp đó hai người lại bị cuốn đi. Tối đèn, cảm giác như bị đè ép, rất nhanh sau đó. Đợi đến khi mà ổn định lại tinh thần, mở mắt ra một lần nữa, chợt hai người phát hiện bọn họ đang ở trước cửa nhà của mình tại Quảng Nguyên như cũ đúng lúc tiểu thiên và địa nghi từ cửa đi ra thấy họ lập tức cao giọng chị chị vừa đi đâu vậy sao mà em tìm mãi không có thấy hai người dương tử my và lòng trục thiên mờ mệt nhìn nhau một chút rồi mới hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu rồi chị đừng có đùa chứ hôm nay không phải là sinh nhật của chị sao tiểu thiên la lên sau đó phát hiện hai người bọn họ đang mặc quần áo cổ trang nè Hai người làm cái gì vậy? Sao lại mặc thành thế này rồi? Cả người còn đầy vẻ sương gió. Thật là kỳ lạ. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên lại tiếp tục chấn động. Hai người họ xuyên không đến cổ đại. Ở đó hơn 10 ngày mới trở về. Sao mà lại vẫn ở vào cái ngày xuyên không đó chứ? Nếu không phải họ đang mặc quần áo cổ trang, cô và Long Trục Thiên nghi ngờ việc mình xuyên không có phải là nằm mơ không nữa. Dương Tử Mi cúi người nhặt chiếc hộp màu đen lên, lại thử chạm vào cái nút cơ quan một lần nữa. Không có phản ứng gì. Đúng là cái đồ vật thần kỳ lại mất linh rồi. Dương Tử mi cất nó vào nhẫn trữ vật. Bây giờ cô không có muốn chơi trò xuyên không. Cô muốn chờ Tuyết Hồ về. Chương 1772 Dương Tử mi thuận tay lấy di động xem thời gian đừng nói là cùng một ngày, ngay cả thời gian cũng không khác đi lắm. Cô nhớ lúc cô đứng chờ ở cửa là khoảng 5 giờ, bây giờ chỉ hơn 5 giờ một chút. Cái trò xuyên không này đúng là thú vị nha. Lúc trước cô sợ khi mà xuyên không trở về đã qua nhiều năm sau. Nào ngờ bọn họ trải qua hơn 10 ngày ở cái thời đại kia, thời gian ở đây vẫn không có hề thay đổi. Dương Tử Mi nghĩ đến đồ ăn của Cô bất giác cảm thấy đói bụng. Tiểu Thiên, Liên Nghi đi bảo Cô làm một ít đồ ăn ngon cho bọn chị đi. Bọn chị sắp chết đói rồi. Còn nữa, lấy cho chị một ít bánh hoa đào. Chị muốn vừa ăn vừa đợi tuyết hồ. Dương Tử Mi sai Tiểu Thiên. Tiểu Thiên và Liên Nghi nhìn bọn họ như quái vật. Tiểu Thiên kỳ quái nói. Chị Lúc nãy khi mà ăn cơm, rõ ràng chị còn nói rất no mà, không có ăn nổi nữa. Sao bây giờ chết đói được chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Tử Mi lập tức kể chuyện xuyên không vừa nãy cho bọn họ nghe. Quá ra là có chuyện thú vị như vậy sao? Lần sau nhớ gọi em đi cùng với nha. Tiểu Thiên nghe xong, không thấy kinh ngạc mà rất vui sướng. Cái này còn phải tùy vào cái thời cơ nữa, dù em có ở bên cạnh cũng chưa chắc xuyên không cùng với chị được đâu. Nói đến đây, Dương Tử Mi lập tức nhớ đến Long Khiếu và Long Phỉ Phỉ. Lúc đó họ cũng ở bên cạnh cô, cũng bị ánh sáng chiếu vào, không biết họ có bị cuốn vào cái đường hầm thời gian không. Nếu họ cũng xuyên đến đây thì tốt rồi. Nhưng có lẽ bây giờ Long Khiếu đang bị giam giữ trong động quả luyện, không có khả năng cùng một lúc xuất hiện tại hai không gian khác nhau. Ngay cả cái vòng tay cũng không thể huống hồ là con người chứ, Long Trục Thiên nhìn xung quanh, phát hiện không có bóng dáng của Long Khiếu đầu, ánh mắt hơi mất mát. Chúng ta sẽ tìm được ông ấy. Dương Tử Mi kéo tay của anh. Em nguyện ý đi đến động quả luyện danh. Dù cho đó có là núi đau biển lửa, chúng ta cũng phải cứu cha của anh ra. Long Trục Thiên nhìn cô gật đầu. Được, anh không có từ chối việc cô muốn vượt lửa qua sông danh vì anh biết Cô rất vui khi mà được cùng ở một chỗ với anh, dù sống hay là chết. Tiểu Thiên mang bánh ngọt Sadako làm ra. Bốn người cùng ngồi ăn ở cửa, vừa nhìn ra đường chờ đợi. Bất giác, không biết trời đã tối từ lúc nào. Lòng Dương Tử Mi cũng tối cùng với đêm đen. Có phải Tuyết Hồ đã xảy ra cái chuyện gì không chứ? Liên Nghi hưng phấn kêu lên. Chỉ nhìn trên trời kia. Sau đó cô nghe thấy tiếng kêu của tất cả người dân trong thành phố trên trời có một vật giống như đĩa bay bay xuống dương tử mi ngẩng đầu nhìn phát hiện ra từng đám mây trắng trên trời kết thành những cái bông hoa hồng trắng từng đóa hoa liên tục khép mở cánh rất là lộng lẫy trên trời sao lại nở hoa chứ dương tử mi nghi hoặc nhìn lên trời đến cùng là xuất hiện kỳ tích gì đấy sau đó dài bông hồng đã bắt đầu kết lại thành từng nhóm, cuối cùng kết thành dòng chữ Cô bé ngốc, sinh nhật vui vẻ. Wow! Nhân dân toàn thành phố đều hét to. Đây là cái quái gì vậy chứ? Nhìn thấy hai chữ cô bé, trong lòng của Dương Tử My rất ấm áp, mặt đầy vẻ vui sướng. Trên đời này chỉ có một người gọi cô là cô bé ngốc, đó chính là Tuyết Hồ. Không ngờ Tuyết Hồ chuẩn bị cái món quà sinh nhật này cho cô. Dùng phép thuật để mà làm chuyện này sao? Thật là thích quá đi. Đương nhiên cô càng thích hơn nữa là anh đã bình an trở về. Chương 1773 Hoa hồng trên trời bắt đầu thay đổi. Cuối cùng giống như một giấc mộng thần kỳ biến mất không một chút tung tích. Bầu trời khôi phục vẻ bình yên. Vừa rồi tôi đã xuất hiện ảo giác của đúng không? Tôi thấy trên trời nở rất nhiều hoa đó. Có người dụi mắt, ngẩng đầu lên trời, hỏi một người bên cạnh: "Ồ, oh, tôi cũng thấy mà, tôi cũng thấy vậy." Rất nhiều người hưng phấn trả lời. Lúc đó cũng có không ít thợ chụp ảnh chụp được một màn kỳ quan trên trời này. Nhưng mà kỳ lạ, tất cả ảnh chụp được đều chỉ là cảnh tượng bầu trời bình thường thôi, nếu không phải tất cả mọi người đều nhìn thấy họ sẽ nghi ngờ mình qua mắt rồi. Sau đó, cảnh tượng này lập tức trở thành cái chủ đề bàn tán cho mọi người. Theo hướng cánh hoa rơi xuống ở trên trời, tuyết hồ mặc một bộ quần áo trắng từ từ xuất hiện trước mặt của Dương Tử My. dáng vẻ vẫn như ngày đầu gặp gỡ, nụ cười nhàn nhạt, khuynh nước khuynh thành, khiến cho ai nấy đều sai bởi chiếc má lúm của anh. Tuyết hồ, Dương Tử Mi đứng trước mặt của anh vui mừng kêu lên. Cuối cùng anh đã về rồi. Cô bé ngốc, sinh nhật của em sao tôi có thể không về chứ? Tuyết Hồ xoa đầu cô dịu dàng nói. Một tầng sương mù mỏng manh dâng lên trong đôi mắt của cô, trong lòng cô rất vui sướng. Đột nhiên, Tuyết Hồ bỗng quá thành một hình dạng hồ ly nhảy vào trong lòng cô. Dương Tử Mi ôm lấy anh, nhẹ vuốt cái bộ lông bóng loáng của anh lại nhớ đến chuyện xuyên về hơn một ngàn năm trước gặp được hồ ly kia bề ngoài của cả hai thật sự rất giống nhau long trục thiên cũng thấy rất giống vừa rồi khi mà thấy món quà sinh nhật của tuyết hồ sự hài hòa của tuyết hồ và dương tử my long trục thiên không còn chút ghen tị nào anh đã hoàn toàn chấp nhận tuyết hồ không có đối xử với tuyết hồ như giới tình địch nữa vì anh đã hiểu rõ tình cảm của tuyết hồ và dương tử mi hoàn toàn không giống tình cảm của anh dương tử mi mang chuyện xuyên không lúc nãy nói cho tuyết hồ tuyết hồ nghe xong lập tức khôi phục lại hình người kinh ngạc nhìn dương tử mi người đó là em thật sao thật là em sao con hồ ly đó là anh hả sao mà anh chưa từng nói việc này chứ dương tử mi kinh ngạc hỏi tuyết hồ tỉ mỉ đánh giá quần áo trên người của dương tử mi kích động gật đầu không sai hơn một ngàn năm trước con hồ ly được cứu chính là tôi tôi cứ nghĩ không phải là em cứ nghĩ em bây giờ chính là kiếp sau của cô ấy hoặc là người giống người thôi dương tử mi không nhịn được kêu lên thật là không tin nổi hơn một ngàn năm trước em đã cứu anh khó trách bọn mình có duyên rồi tuyết hồ em rất vui quá ra em đã cứu anh tuyết hồ luôn đối xử với cô rất tốt trong lòng cô ít nhiều vẫn thấy ái nái mà cô chưa có làm gì cho anh. Bây giờ, khi cô biết mình đã cứu anh, trong lòng cảm thấy cân bằng đôi chút. Tuyết Hồ xoa đầu của cô. Thật may vì em đã cứu tôi. Nếu không, lúc đó anh đã trở thành thịt ở trong bát canh của người khác rồi. Tuyết Hồ à, sao mà lúc đó anh lại bị người ta bắt vậy? Dương Tử mì khó hiểu hỏi. Tuyết Hồ đơn giản kể lại chuyện bị bắt khi mà lột xác của mình. Lúc đó anh cũng không sợ chết, chỉ là anh ghét phải trở thành thức ăn của loài người, bị con người thô bỉ như thế ăn chứ. May mắn đã gặp được Dương Tử My cứu anh. Dương Tử My kể chuyện gặp được Long Khiếu cho Tuyết Hồ nghe. Tôi biết động quả luyện ở đâu. Tuyết Hồ nhìn Long Trục Thiên nói, nếu anh muốn đến đó, tôi sẽ dẫn anh đi mươi 1774 Tôi muốn đi. Long Trục Thiên nhìn Tuyết Hồ. Dù có là đầm rồng hang hổ, tôi cũng phải đi. Được, tôi sẽ dẫn anh đi. Tuyết Hồ gật đầu bảo Dương Tử My đưa chiếc hộp thời gian cho anh xem. Dương Tử My lấy chiếc hộp thời gian từ nhẫn trữ vật ra đưa cho anh. Anh đã từng thấy nó rồi. Tuyết Hồ cầm chiếc hộp thời gian tỉ mỉ quan sát nói. Trước kia, anh từng nhìn thấy nó trong sách của mẹ anh. Trong đó có viết đây là một hộp thời gian. Ai có thể mở được nó thì có thể xuyên qua không gian và thời gian theo ý của mình. Lòng khiếu cũng từng nói như thế. Ông ấy nói đây là bảo bối của Long tộc truyền lại. Nhưng trước giờ chưa có ai mở ra được. Dương Tử My cười nói. Có điều em đã mở được hai lần rồi đó. Theo lời của mẹ anh, cái hộp này là vật ngoài trái đất. Tuyết Hồ nói, chỉ có đúng dịp rơi vào trong tay của Long tộc thôi. Đồ vật ngoài trái đất, nói cách khác, nó là đồ của thần tộc sao? Dương Tử Mi hỏi, không phải. Tuyết Hồ cười, bản thân thần tộc không có khả năng xuyên qua không gian thời gian. Vật ngoài trái đất này, nói cách khác, chính là một vật thể bên ngoài không gian trái đất. À, hiểu rồi, ý anh đồ của người ngoài hành tinh có đúng không? Dương Tử Mị gật đầu. Người ngoài hành tinh phát minh ra chiếc hộp thời gian, vận tốc nhanh hơn ánh sáng, điều này không có gì lạ. Thứ này không phải là lấy ở Long tộc đâu, là Truy Nguyệt lấy được bên trong kim tự tháp Ai Cập đấy, rất có thể do người ngoài hành tinh để lại. Thật là thần kỳ, nghe nói Ngọc Hoàng, người đứng đầu thần tộc cũng có một cái chiếc hộp thời gian như vậy, hơn nữa còn biết cách mở cho nên ông ấy có thể thoải mái xuyên không, cũng có thể thay đổi việc ông ấy muốn thay đổi. Tuyết Hồ nói, Ô trời, thật là trâu bò luôn nha. Dương Tử Mi khen ngợi một câu, bây giờ nếu cô có thể sử dụng chiếc hộp thời gian, thì cô cũng có thể xuyên không theo ý của mình rồi. Đến lúc đó, khi mà cùng người khác nói về chuyện đi du lịch, sẽ không nói là đi chơi ở thắng cảnh nào, ở nước nào, mà trâu bò nói, cách đây không lâu tôi vừa đến đại đường đi dạo một dòng vừa cùng với lý bạch uống rượu xong đúng là một chuyện quá đã nghiền luôn chỉ cần nghĩ đến thôi hai con mắt cô phát sáng còn nữa nếu có thể tùy ý xuyên ngược thời gian cô có thể trở về lúc sư phụ còn sống ở bên cạnh người nhiều một chút cùng người trò chuyện nhiều một chút nghe người chỉ bảo nhiều một chút nghĩ đến đây cô không nhìn được bắt đầu tìm cách mở chiếc hộp đáng tiếc vẫn không có phản ứng không biết hai lần trước vì sao mà nó lại khởi động nữa tuyết hồ và liên nghi tham gia vào chuyện này cùng nhau nghĩ cách để mà mở chiếc hộp đáng tiếc dù họ đã dùng đủ cả phương pháp chiếc hộp vẫn nằm yên như vật chết không có chút phản ứng nào xem ra chuyện này có thể phải dựa vào cơ duyên thôi dương tử mi tạm thời dừng tay lập tức cất chiếc hộp vào nhẫn trữ vật sau đó, bàn bạc chuyện về động quả luyện cùng với Tuyết Hồ và Long Trục Thiên. Muốn đến động quả luyện nhất định là phải đến được Long Sơn, đó cũng chính là nơi ở của Long tộc. Nếu chỉ có mỗi Long Trục Thiên và Dương Tử Mi đi tìm thì có lẽ tìm cả đời cũng không có thấy được. May mắn thay, Tuyết Hồ từng đi qua Long Sơn rồi, biết cửa vào ở đâu, vì vậy không cần phải lo nữa. Vấn đề bây giờ chuyện tuyết hồ đi qua Long Sơn là của năm ngàn năm trước. Không biết bây giờ vị trí có bị thay đổi không? Còn nữa, Long Sơn có quy định, chỉ cần là loài người xông vào Long Sơn lập tức giết, không cần hỏi lý do. Chương 1775 Để nhanh chóng xử lý cái chuyện động quả luyện, cứu Long Khiếu ra ngoài, Dương Tử Mì quyết định đến trường để mà xin nghỉ học một thời gian. Ngày hôm sau, cô trở lại trường học như bình thường, vừa đến cổng trường đã bị người lạ chặn lại. Người cản đường cô chính là Hoàng Nhã Đình và đám người hầu của cô ta. Làm gì vậy? Dương Tử Mi không ghi nhận hỏi. Làm gì sao? Hoàng Nhã Đình hừ lạnh, khoanh tay, mắt phượng hơi hiếp lại. Vô cùng khinh thường nhìn cái bộ dạng đeo cái kính đèn lớn, tóc tai bù xù. Không có gì đáng để nhìn của Dương Tử Mi. trào phúng nói dương tử mi hôm qua mày đóng kịch hay thật đấy mời các anh đẹp trai kia hết bao nhiêu tiền sao mà không tiện bỏ tiền ra thuê anh ta đến phòng tổng thống ngủ với mày một đêm luôn đi mấy cái nữ sinh bên cạnh khoái trá cười to khi thấy người khác gặp họa dương tử mi không thay đổi sắc mặt khẽ nhếch môi cười nhẹ nói không có tốn nhiều lắm một nghìn tệ là được rồi ô cha đúng là du liêm sĩ thật sự bỏ tiền thuê trai đẹp diễn cái trò yêu đương với mình tao gặp nhiều người vô sĩ như vậy rồi nhưng mà chưa thấy ai vô sĩ bằng mày á quan nhã đình thấy cô thoải mái thừa nhận ngược lại không ngờ đến cứ tưởng nhân dịp cô không có dám nhận sau đó nói ra chuyện long trục thiên đi khách sạn cùng với một cô gái khác tao vô sĩ thế đó liên quan gì đến mày tránh ra đi chó ngoan không có cản đường Dương Tử Mi lười chấp nhặt với mấy con nhóc này. Họ muốn nói cái gì thì nói. Cô lập tức nói cái đó đúng. Cô không có rảnh để mà sửa lại. Cái gì? Mày dám nói tao là chó sao? Lông mày của Hoàng Nhã Đình dựng ngược, vô cùng tức giận hỏi. Ủa? Tao có nói sao? Dương Tử Mi trào phúng. Tao chỉ nói chó ngoan không có cản đường. Còn về việc của mày muốn nghĩ đó là mày. Tao cũng hết cách. Mày... Hoàng Nhã Đình lập tức cứng họng không nói nổi câu nào dậm chân không biết phải nói gì cho tốt dương tử mi nghiêng người một cái lách qua người cô thoải mái bỏ đi nhã đình đừng có tức giận đợi xem trò hay đi một nữ sinh đứng bên cạnh cô xấu xa cười chỉ cần nó vào đến lớp á vừa kéo ngăn bàn ra thì ôi trời ơi trời hôm nay cô ta đi học sớm nhét vào ngăn bạc của Dương Tử Mi dài con chuột chết, gián chết. Nữ sinh sợ nhất là hai cái loại động vật này. Phóng chừng ngã chốc nữa Dương Tử Mi sợ đến mức hét toán lên. Dương Tử Mi nghe được mấy câu này của họ trong lòng hơi tức giận. Nhưng mà cô sắp ra khỏi cái chỗ này dài hôm, bọn họ thích chơi thế nào cứ để cho bọn họ chơi đi, mình cũng lừa dạy dỗ. Người giống mấy cô ấy nhất định sẽ có ngày nhận được một bài học cô đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng xin nghỉ phép hiệu trưởng là học trò cũ của ông cậu tăng thiên hoa nhà cô cho nên không hề làm khó dễ cô chỉ bảo cô sớm đi học lại dương tử my lấy được đơn xin nghỉ phép ở chỗ hiệu trưởng sau đó đi xin phép thầy chủ nhiệm rồi mới trở về lớp nào ngờ chưa vào đến lớp học đã nghe thấy tiếng gào thét chói tai truyền ra mấy học sinh nữ lao ra ngoài mặt mày hoảng sợ Tử mi, tử mi, trong bàn cậu á, có rất nhiều chuột chết dán chết, rất đáng sợ đó. Bạn cùng bàn Lý Đan vừa nhìn thấy cô đã vội dàng kéo lại, trong mắt có sự kinh hoàng nói. Lúc nãy, tớ muốn kéo ngăn bàn của cậu ra để tìm cục tẩy, kết quả đã bị dọa chết luôn đó. Dương tử mi dỗ dài của cô, để tớ nhìn thử xem. Nè nè, đừng có nhìn nữa. Lý Đan dội dàng kéo cô lại, rất rất ghê tởm đó rất đáng sợ chúng ta tốt hơn đi tìm giáo viên chủ nhiệm xem ai làm đi chương 1776 có lẽ có người không quen nhìn ai đó suốt ngày đóng kịch cho nên ra tay đó mà cuối cùng lần này cũng phải nhận báo ứng thôi thật khiến cho lòng người sảng khoái mấy người bọn hoàng nhã đình cũng đi tới một nữ sinh đanh đá bên cạnh cô ta nói ai đóng kịch Lý Đan tức giận bảo vệ Dương Tử My nói Con mẹ mày mới diễn trò Cả ngày như là chó quấn chân chủ Hôm qua thấy chủ nhân đã bị đả kích Hôm nay muốn cắn người sao Từ lớp 10 cho đến 11 Lý Đan đều ngồi cùng bàn với Dương Tử My Cô là người hay hám chút lợi nhỏ Đối xử với Dương Tử My lại rất tốt Bình thường khi mà các nam sinh thấy Dương Tử My Có dáng vẻ của một sách muốn trêu chọc cô đều đã bị Lý Đan mắng đuổi đi. Vì không phải là người chung đường, Dương Tử Mi không có kết bạn với Lý Đan như với làm nhà nhà và hạ muội, luôn giữ vững quan hệ vừa gần vừa xa. Lúc thích hợp cho cô ấy một chút lợi ích nhỏ như cục tẩy, cái bút, quyển vở, linh tinh gì đó là được. Lý Đan, mày nói ai là chó? Mày mới là chó đó, đồ con chó đê tiện nghèo nàn. Nhà nữ sinh đó và Lý Đan ở cùng một ngã tư cho nên biết rõ hoàn cảnh gia đình của Lý Đan rất bình thường, luôn luôn kinh thường Lý Đan. Lý Đan tức muốn chết, vừa định đi lên đánh nữ sinh kia đã bị Dương Tử Mi kéo lại. Đừng! Chó cắn người, người không cần phải cắn lại, đợi lát nữa xem chó ăn cứt là được. Việc nữ sinh đó mắng Lý Đan chạm đến giới hạn của Dương Tử Mi. Dù Lý Đan không phải là bạn thật sự của cô, nhưng mà cũng có tình cảm nhất định của bạn cùng bàn. Hơn nữa, cô ấy vì bảo vệ mình cho nên mới bị làm nhục. Không thể tha thứ được. Cho đến nay, Dương Tử My chưa từng quan tâm đến việc người khác làm nhục hay là khiến cô xấu hổ thế nào. Nhưng mà cô tuyệt đối không chấp nhận việc có người dám làm tổn thương người cô quan tâm. Cái gì? Ăn cứt hả? Mày mới ăn cứt á? Nữ sinh kia tức giận, nhảy dựng lên mắng Dương Tử My Dương Tử Mì cố tình ra vẻ vô tội nói. Lạ vậy, tôi nói chó ăn cứt đụng chạm gì đến đồ thần kinh nhà mày. Chẳng lẽ mày là chó sao? Nên không có chịu được cái việc tao mắng chó ăn cứt. <laughs> Tầm mắt hạn hẹp, không có quả nhãn kim tinh, có thể dùng một mắt, nhìn ra mày giống là một con chó. Xin lỗi, nhưng bây giờ chó cũng không có ăn cứt nữa rồi, bọn họ tiến quá hết rồi. Cô nói một hồi chọc cho nữ sinh kia tức đến nỗi ngất xỉu nhảy dựng lên dương nành múa vuốt lao về phía dương tử mi giơ tay cào vào mặt của cô đương nhiên dương tử mi không có để cô ta đạt được mục đích dùng một chút âm sát khí nữ sinh kia lập tức xuất hiện ảo giác nhìn quan nhã đình thành dương tử mi mà quan nhã đình cứ nằm mơ không có thể tưởng tượng được nữ sinh đó lao về phía mình không trốn kịp đã bị nữ sinh kia tóm được trên da lập tức xuất hiện năm vết móng tay nóng rác chảy máu cô ta cũng lập tức hung hãn đạp cho nữ sinh kia một đạp giẫm nữ sinh kia trên mặt đất đúng lúc này dương tử mi thu âm sát khí lại tránh cho việc này đi quá xa nữ sinh bị đạp xuống đất kêu la ầm ĩ lên quan nhã đình lấy gương ra soi phát hiện cổ của mình đã bị móng tay cào cho bị thương rất là tức giận Lúc nãy nếu cô không có quay đầu lại nhanh Chắc cả gương mặt đã bị móng tay cào hỏng rồi Cô tức không có chịu được Vũ chân đạp nữ sinh kia thêm một đạp Lý đàn sung sướng vỗ tay <laughs> Chó cắn chủ Chó đá chủ Thật là thú vị Nữ sinh kia không có hiểu được Rõ ràng mình đánh về phía Dương Tử My Sao mà kết quả Thành cao giao cổ của Hoàng Nhã Đình Có lẽ sau này Hoàng Nhã Đình luôn tức giận với cô mất Cô ấy sẽ không có bao giờ dẫn cô đến chỗ đám con cháu nhà giàu để mạng chơi thoải mái nữa rồi. Tất cả cũng đều là tại Dương Tử Mi. Chương 1777 Nữ sinh kia đứng dậy, tiếp tục điên cuồng lao về phía Dương Tử Mi. Lần này Dương Tử My không có tránh né, trực tiếp bắt lấy tay cô ta. Nữ sinh kia cảm thấy tay của mình như bị gọng kèm khóa chặt, không có thể nào cử động được mà lúc này trên người của dương tử mi tỏa ra một loại khí thế lạnh lùng khiến cho người khác không rét mà run dương tử mi cứ như thần chết xuất hiện vậy khiến cho cô ta thấy hơi thở của cái chết đang đến gần dương tử mi tháo kính đen cỡ lớn trên mặt xuống còn người tổ đen như mực lạnh lùng nhìn cô ta mím môi không nói câu nào cô cởi kính đem xuống để lộ một khuôn mặt xinh đẹp của mình khiến cho tất cả bạn học xung quanh phải há hốc mồm. Quá ra hai năm qua Dương Tử My của vẻ ngoài bình thường học cùng lớp với bọn họ là một cô gái có mì thành một tú xinh đẹp như vậy từ gương mặt đến làn da của cô ngay cả Hoàng Nhã Đình cũng kém xa thật là khiến cho người ta lóa mắt. Hoàng Nhã Đình nhận ra Dương Tử My chính là cô gái đi cùng với anh đẹp trai ở khách sạn hôm trước. Tôi nhường nhịn cô không có nghĩa là tôi dễ bắt nạt đâu. Dương Tử Mi lạnh lùng nói với nữ sinh kia. Sau đó buông tay cô ra, xõa mái tóc dài của mình ra để lộ một mái tóc đen dài không hề dùng trang sức nào. Mái tóc đẹp đến mức có thể làm người mẫu quảng cáo dầu gội đầu. Trong nháy mắt, phong thái trên người của cô cũng thay đổi giống như là nữ thần vậy, uy quyền thiên hạ. Quan Nhã Đình đứng bên cạnh cô cảm giác tồn tại lập tức giảm sút, ảm đạm không có một chút ánh sáng. Ôi trời ơi, quá ra tử mi xinh đẹp vậy sao? Mọi người hít sâu một hơi, có người khen, có người kinh ngạc. Nhưng mà không ai phủ nhận cô xinh đẹp hơn Hoàng Nhã Đình. Nếu nói Hoàng Nhã Đình là một đóa hoa, nhiều nhất chỉ là hoa hồng, mà Dương Tử Mi là một đóa hoa quỳnh, xinh đẹp đến mức khiến cho người khác sợ hãi, hơn nữa không có nhiễm bụi trần. Xinh đẹp thì làm sao, không phải chỉ là một đứa nghèo hèn keo kiệt thôi sao? Mày chỉ hợp với đồng phục thôi. Hoàng Nhã Đình không cam lòng đã bị Dương Tử My vượt mặt, trào phúng nói. Dương Tử My thản nhiên cười, tiện tay lấy vài viên kim cương phỉ thúy ở trong nhẫn trữ giật ra, ném lên bàn hư lạnh. Chắc là mày biết nhìn cái hàng này chứ, mày còn nghĩ tao nghèo nữa không? Đương nhiên, Hoàng Nhã Đình là người biết nhìn hàng, vì nhà gã bạn trai giàu có của cô làm nghề buôn bán châu báu cho nên thường xuyên dẫn cô đến cửa hàng chơi nói cho cô biết vài kiến thức về châu báu cô là một người thông minh cũng rất có lòng ghi nhớ kỹ thông tin về những cái thứ đắt đỏ này mấy viên kim cương phỉ thúy mà dương tử mì lấy ra kia không cấm nghiêm túc kiểm tra cũng có thể biết đó là hàng thật chỉ tùy tiện một viên trong đó bán ra ngoài ít nhất là mấy trăm triệu mấy người khác bị chỗ châu báu lấp lánh này khiến cho trợn mắt há mồm. Tự mi không phải là giả đấy chứ. Lý đàn không kìm được sờ viên kim cương lớn màu vàng. Ôi trời ơi, cái viên đá này nhìn quen quá. Là viên giọt nắng. Hoàng Nhã Đình không có tự giác nói ra. Cô từng nghe cái đám bạn con cháu nhà giàu nói qua viên kim cương giọt nắng màu vàng này từng là xem qua ảnh thôi. Lúc đó cô rất thích nó, ảo tưởng một ngày nào đó mình có thể có được viên giọt nắng này. Chỉ tiếc, mấy kẻ nhà giàu kia nói, viên giọt nắng này đã bị một cô gái trẻ dùng mấy chục triệu đấu giá được rồi, từ đó đã biến mất trên thị trường. Không ngờ nó lại rơi vào tay của Dương Tử My. Dương Tử My lấy lại cái viên giọt nắng từ tay của Lý Đan, cất hết châu báu trên bàn. Cô không có muốn khoe giàu đâu, nhưng mà cô không có nuốt trôi cơn giận này được ánh mắt các bạn học nhìn cô hoàn toàn thay đổi. Quá ra cô gái mà bọn họ cho là nghèo khổ trong nhảy mắt thay đổi thành bạch phú mỹ rồi. Tiết tấu này khiến cho người khác theo không kịp. Tất cả trầm mặt nhìn Dương Tử My không khác gì nhìn một sinh vật lạ. Chương 1778 Nhìn thấy đã đạt được mục đích, Dương Tử My lập tức đeo kính đội tóc giả lên một lần nữa dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người cô thu dọn túi sách của mình hiên ngang rời đi về cái phần sau này họ đối xử với cô thế nào không có nằm trong phạm vi của cô quan tâm dù sao cô rời đi lần này cũng không nghĩ sẽ trở lại trường học nữa vì cô đã trải nghiệm đủ cuộc sống hai năm ở trường học rồi việc đi học hay là nghỉ không có liên quan đến cô nữa dù sao thứ cô muốn học cũng không phải chỉ mỗi ở mặt này từ trường trở về cô không có về nhà của mình ngay mà đến chỗ của cha mẹ cô báo cho họ biết cô sắp tới phải đi du lịch xa chưa có biết ngày về để cho họ không cần phải lo lắng người nhà đã quen việc cô thường xuyên ra ngoài chỉ dặn cô nhớ chú ý an toàn nếu có thể liên lạc được thì báo tin bình an trở về dương tử mi trò chuyện ăn cơm với họ giúp em trai em gái làm bài tập đến khi trời gần tối mới trở về nhà của mình. Bọn Long Trục Thiên đã thu dọn tốt mọi thứ, chờ cô về lập tức lên đường đến động quả luyện ngay. Chị, chúng em không có thể đi theo thật sao? Tiểu Thiên không cam lòng kéo tay của Dương Tử Mi hỏi. Không thể, pháp lực liên nghi còn quá yếu, động quả luyện là cấm địa của Long tộc, yêu tộc bình thường không có thể vào được đâu. Vì sự an toàn của Liên Nghi, em vẫn phải ngoan ngoãn dẫn ra ngoài chơi chờ bọn chị về đi dương tử mi chạm lên mặt của liên nghi và tiểu thiên cười nói chị làm chị sao có thể để hai đứa gặp nguy hiểm chứ hai đứa yên tâm có tuyết hồ bên cạnh không có chuyện gì không có thể giải quyết được chị liên nghi kéo tay của dương tử mi chớp con người đen như mực nhìn cô nước mắt của dân hồ có thể chống lửa được chị nhớ rồi dương tử mi gật đầu chủ nhân vì sao tôi không có thể đi theo cô sadako đưa đồ đạc đã chuẩn bị tốt cho cô khó hiểu hỏi cô đã dần trở thành người rồi pháp lực cũng đã biến mất cô đi theo đâu có giúp được gì đâu ngược lại sẽ trở thành nhược điểm của tôi cô vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà mà chờ tưởng tử lương đi dương tử mi ôm sadako chuyện trong nhà đều cần cô xử lý ánh mắt của Sadako ảm đạm, không nói gì nữa. Theo thời gian trôi qua, hơi thở của người chết trên người Sadako ngày càng phai nhạt. Đã có hơi thở của người sống, hồn phách trên người cô cũng đã càng ngày rõ nét. Theo tính toán của Dương Tử Mi, chỉ khoảng 10 năm nữa, Sadako sẽ trở thành người sống, có thể kết hôn sinh con với Tử Lương như người thường. Có điều số mệnh của Tử Lương vẫn chỉ cho thấy anh có hai đứa con không hề thấy được vợ anh. Điều này khiến cho Dương Tử Mi lo rằng trong tương lai của Sadako sẽ có nguy hiểm. Vậy nên cô hy vọng Sadako có thể ở cạnh tử lương càng nhiều càng tốt. Chuẩn bị tốt mọi thứ, Tuyết Hồ lập tức một tay kéo Dương Tử My, một tay kéo Long Trục Thiên, sử dụng phép thuật dịch chuyển không gian. Khoảng chừng vài phút, Dương Tử Mi đã nhận ra họ ở một nơi hoàn toàn xa lạ, dưới ánh mặt trời rực rỡ, mây mù lơ lửng trong không trung, kích thước lớn nhỏ khác với không khí ở thành phố tụ lại một chỗ với nhau. Có cây um tùm, hoa tươi nở rộ, chim nhỏ hót vang, bươm bướm bay lượn vô cùng xinh đẹp. Dương Tử Mi nghi ngờ có phải cô đang ở trong ảo ảnh không, lập tức dụi mắt, nhìn lại cho rõ cảnh vật trước mắt thật sự là tồn tại. Các bạn vừa nghe xong tập 139 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.